Vào khoảng 20 giờ 40 phút tối qua ngày 11 tháng 11, tổ công tác đặc biệt Y28141 Công an thành phố Hà Nội do Thượng úy Nguyễn Quang Khải làm tổ trưởng, nhận nhiệm vụ trên tuyến đường Lạc Long Quân thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Các trinh sát hình sự đã phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Đáng chú ý, ngay khi thấy lực lượng, nam thanh niên ngồi sau đã nhảy xuống xe và lẩn nhanh ra ngoài khu vực căng dây làm việc. Tuy nhiên, tổ công tác đã kịp thời khống chế đưa về khu vực để kiểm tra hành chính. Bước đầu phát hiện đối tượng có giấu một gói ma túy đá và rất nhiều túi ni lông nhỏ, nghi là để đựng ma túy đã dùng rồi. Xác minh tại chỗ, hai đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Thành Công sinh năm 1999 và Nguyễn Kim Hùng sinh năm 2000, cùng trú tại Cẩm Khê, Phú Thọ. Đối tượng Hùng thừa nhận số ma túy trên là mua về với mục đích để sử dụng. Tổ công tác đã bàn giao người và tang vật cho công an phường Phú Thượng tiếp tục mở rộng điều tra.